Tẩy không tưởng luôn, lớp tẩy trang Maker giết giúp hút hết các bụi bẩn, cặn bã, lớp trang điểm, rồi theo bông tẩy trang ra ngoài mà không hề gây khô da. Lớp tẩy trang Maker giết có thể sử dụng được cho mọi loại da, đặc biệt loại da nhạy cảm nhờ vào độ lành tính và an toàn cho da không thể nào phủ nhận được. Nhờ thành phần không chứa cồn, không ozone, không chất tạo màu hóa học mà giúp làn da trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Đi cùng với nó thì không thể thiếu bông tẩy trang được các chị em nhỉ. Bông tẩy trang này dùng siêu thích luôn ý, dây dặn, ít sơ mà lại được tặng kèm nước tẩy trang luôn. 100% bông tự nhiên, có túi tiếp y rút siêu tiện lợi và giữ vệ sinh. Miếng bông được viền xung quanh để tránh bị rách hay sù bông. Thiết kế với hai mặt bông với hai công dụng khác nhau. Một mặt được dùng để lấy lớp trang điểm, bụi bẩn được dễ dàng. Mặt còn lại được dùng để làm sạch nhẹ nhàng sau lớp trang điểm và bụi bẩn đã được lấy đi. Có được em này giống như tìm được chân ái của đời mình ý các chị ạ. Quá sướng luôn. Các chị hãy nhanh tay dinh ngay đi nha. Sản phẩm này thì khỏi phải lăn tăn gì nhé. Không dùng loại này coi như phí đi một nửa cuộc đời đấy các chị ạ. Hi hi.